Chào mừng quý vị và anh chị em đến với kênh Góc Khuất Cuộc Sống. Kính thưa quý vị và anh chị em, chúng ta đang đứng ở giữa đèo Bảo Lộc. Thì mọi người đang từ ở trên đèo Bảo Lộc xuống Sài Gòn. Đây đang trong lúc mùa Tết cho nên là nhiều xe rất là đông. Đặc biệt là giữa đèo Bảo Lộc chúng ta có Đức Mẹ đèo Bảo Lộc, một nơi rất là lý tưởng để Đức Mẹ ở hiện diện ở đây để ban sự bình an cho các tài xế. Như quý vị và anh chị em đang thấy, mọi người đến đây rất là đông, phải không? Bây giờ Quang Hải sẽ zoom tới cho mọi người xem nè. Rồi. Bây giờ Quang Hải cũng lần đầu tiên đến đây để xem, đến đây để cầu nguyện với Đức Mẹ trong cái dịp Tết. Một ngày rất là đẹp tại giữa đèo Bảo Lộc. Thì ở đây nó có cái tên khác nữa là Đức Mẹ Suối Bình An. Và chắc chắn rằng là ở đây thì sẽ có suối nữa. Cắt lên. Nếu mà quý vị và anh chị em từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì sẽ chắc chắn sẽ ghé ngang qua đèo ngay vị trí này, Đức Mẹ Suối Bình An hay gọi là Đức Mẹ đèo Bảo Lộc. Mọi người đến đây để cầu nguyện. Rồi, ok. Thấp chưa? Wow, Đức Mẹ rất là đẹp. Phía trên là có triều thiên bằng bạc đó. Đây là mùng 4 Tết. Mọi người đến đây để cầu nguyện. Bên này kế có suối rồi sao nữa quý vị và chị em. Quang Hải sẽ đi một vòng quanh ở đây xem có gì để quý vị và chị em xem. Đức Mẹ hiện trên đây, mọi người đến đây cầu nguyện. Thích chưa? Một điểm ở đây rất là thú vị đó là bông rất là nhiều. Mọi người đến dân Đức Mẹ nè, bông quá thể bông luôn. Ở đây là Đức Mẹ Suối Bình An hay còn có tên gọi khác là Đức Mẹ đèo Bảo Lộc. Nơi đây là chắc chắn là nơi đây là Đức Mẹ sẽ luôn cầu bầu phù hộ cho các tài xế nè. Quý vị và chị em đi ngang qua đây thì rất là dễ dàng thấy, tại vì ở đây nó có một cái góc, những cái chùi chỏ gì có thể ghé tại vào đây nghỉ ngơi và cầu nguyện với Đức Mẹ luôn. Được chưa? Quý vị và xem thấy đằng xa chưa? Xe đang từ từ tiến lên. Nơi đây là có Đức Mẹ. Mọi người đang muốn cầu nguyện. Quang Hải sẽ tiến gần lên ha. Từ này Đức Mẹ quay từ Đức Mẹ cho quý vị và anh chị em xem. Rất đẹp phải không ạ? Rồi. Giờ chúng ta sẽ đi tham quan nơi đây xem thử có gì. Đúng là ở đây có suối nè. Có suối. Ồ, rất là mát nha. Suối. Rồi, chúng ta lên kia để xem thấy như thế nào. Ngày đây cũng là ngày mùng 4 Tết. Một nơi cũng rất là đẹp, mát mẻ tại giữa đèo Bảo Lộc để có thể đến đây cầu nguyện. Còn lên trên kia nữa nè. Wow, nhìn đẹp chưa? Có thể luôn, có thể đây là cái bàn thờ. Đây là bàn thờ để làm lễ ở đây. Rồi, chúng ta lại tiến lên. Có suối nè. Phía bên kia cũng có suối nữa nè. Đẹp quá, đẹp luôn. Rồi lên trên kia nữa.
chắc Quang Hải không dám bước lên này kia, có vẻ hơi khó quá. Thôi làm liều bước lên luôn, tham quan nơi này có gì nha. Không biết mùng 4 Tết quý vị và anh chị em đã có thời gian thư giãn cùng với gia đình như thế nào. Riêng với Quang Hải thì 4 ngày này thì Quang Hải với gia đình thì cũng vui lắm. Ở đây có suối nè, đẹp chưa. Nếu mà mùa đây có vẻ là ít nước, tại vì mùa đây cũng chưa có mưa, chưa có mưa. Nghe róc rách đã chưa. Ôi rồi lên đây nữa nè. Càng lên càng sâu càng đẹp. Quý vị và anh chị em thấy khung cảnh tại đây như thế nào? Có thể tới đây rửa mặt, rửa tay chân cũng được nữa. Suối bảo đảm ở đây rất là mát, nhưng mà giờ đây là chắc hơi lạnh, tại vì giờ này ở Đà Lạt Bảo Lộc lạnh. Càng lên trên có vẻ đẹp, nhưng mà chắc lẽ là không tiện lên. Bây giờ chúng ta xem một vòng ở đây. Đây là hướng xuống lại. Nếu có dịp thì chúng ta bước lên trên sẽ khám phá nhiều điều thú vị tại đèo suối Đức Mẹ, hay là suối Bình An. Có lẽ là nước ta lấy từ phía trên đem bơm xuống dưới. Nếu quý vị và anh chị em đi từ Sài Gòn lên Đà Lạt thì nếu mà đi xe tư nhân thì cũng có dịp thì nên ghé qua tại nơi đây, tại vì nơi đây nghỉ ngơi rất là thoải mái, thiên nhiên rất là mát, nước này, cây cối này. Rồi chúng ta lại xuống. Ở đây thì dân cư ở đây thì Quang Hải nghĩ là cũng không có nhiều lắm đâu, cũng không có nhiều, tại vì đa số là họ không có ở giữa rừng như thế này, chỉ là dân ở nhiều nơi ghé tạt ngang qua cầu nguyện thôi. Và bên đây có nhiều tấm bảng tạ ơn Đức Mẹ nữa. Họ đến đây để cầu nguyện và họ được ơn nè. Vì vậy anh chị em nè, đến đây thì cũng nên xin ơn. Đã chưa? Rồi, tạ ơn Đức Mẹ nè. Rồi gia đình con tạ ơn Đức Mẹ, xin mẹ ban phước làm cho gia đình con được bình an. Và những ở đây được ơn Đức Mẹ nè. Quang Hải cũng xin Đức Mẹ ơn bình an đi đường, có thể xuống Sài Gòn được bình an. Và trong năm mới này được bình an, Quang Hải cũng kính chúc quý vị và anh chị em được năm mới năm 2023 em con mèo được sự bảo trợ của Đức Mẹ ban bình an trong cuộc sống, bởi vì bình an rất là quý. Với cuộc sống bon chen như thế này, biết bao nhiêu những cái khó khăn bệnh tật, chỉ có sự bình an quý nhất. Mọi người đang cầu nguyện ở đây này. Quang Hải sẽ quay lại một lần để cho quý vị và anh chị em xem khuôn mặt Đức Mẹ đẹp như thế nào nha. Cảm ơn Đức Mẹ nhiều, hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong những video kế tiếp nha. Bye bye.